Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã trở lại với kênh của mình. Hôm nay mình xin giới thiệu cùng các bạn cái cách mà nuôi thả sao nhanh nhất cho cái cây bonsai. Cụ thể ở đây là mình có cái ổi các bạn. Thì cái cách này thì mình có thể áp dụng cho nhiều loại cây và cây bonsai nào cũng được. Thì để nuôi một cái cây bonsai cho nhanh lớn, cái giai đoạn đầu tiên là cái giai đoạn gọi là nuôi cho cốt cành nó to và tỷ lệ với cái thân ấy, thì là cái giai đoạn nó khó khăn nhất các bạn và nó lâu nhất. Còn thì ra ngoài cành, càng ra ngoài thì nó mình nuôi cành nó càng nhỏ, nó càng vót thì nó nhanh hơn. Thì ở đây mình xin giới thiệu của các bạn, đây là cái ổi mình đã nuôi được năm nay là năm thứ ba rồi các bạn, và mình vẫn đang nuôi thả. Thì hồi xưa là mình cũng bứng được cái cây này, mình mua một cây này của một cái nó mọc hoang. Cây mọc cái ổi này á, là do ổi nhà các bạn, cái ổi nhà, nhưng mà do cái người ta ăn hạt, người ta dục ra ngoài trước nhà các bạn, và nó mọc chứ không phải là ổi chiết. Thì đại đa số những cái ổi nhà ấy, đấy cái con tắc kè các bạn, đại đa số những cái ổi nhà thì nó sẽ người ta sẽ nuôi trồng bằng cái chiết cành, và một thời gian sau vài năm thu hoạch trái thì người ta sẽ cắt bỏ. Còn cái cây này của mình là ổi hạt nên là cái độ phát triển và cái độ bền của cây thì nó rất là lâu các bạn, nó tương đương như cái ổ rừng. Thì đây mình giới thiệu, ngày xưa mình lấy về mình cắt ngang ấy, đây một nhánh các bạn và đây một nhánh, thì cắt có hai mặt cắt thôi, ở đây một mặt cắt nữa các bạn là ba, là mặt cắt bên này nữa là ba. Thì sau khi mà mình cắt ấy, thì mình nuôi thả. Các bạn lưu ý nha, nhiều bạn hỏi mình tại sao khi mình bẻ co mình nuôi, người ta nuôi á, đang nuôi mà nó bị teo các bạn, nó cứ teo cái này này, nó teo nó không lớn, là do các bạn uốn quá nhiều các bạn. Các bạn uốn tới như đây mình bẻ một co thôi, nhưng các bạn bẻ tới 3-4 co là các bạn bẻ dài ra. Ví dụ có cánh nhánh này, các bạn uốn từ trong này tới đây, các bạn cắt ngay đây phát là cái nhánh cây đó nó sẽ bị teo các bạn, và nó xì ngang một cái nhánh nhỏ như vậy là thì nó sẽ bỏ cái đầu ngọn này đứng lại đó. Đấy là cái thứ nhất. Cái thứ hai là khi các bạn thả hoang nhiều chi quá một lúc không lược bỏ đi thì nó thiếu nắng, thì nó cũng bỏ một số chi bị thiếu nắng á. Đặc biệt cái ổi khi mà nó hay là những cây khác các bạn nó thiếu nắng á, thì nó sẽ bỏ cái chi bên trong, nên mình phải thường xuyên lược bỏ những cái chi không cần thiết. Đây, như cái này mình nuôi bẻ một co, các bạn có thể thấy này. Bẻ một co và mình thả hoang này, thả hoang nó dài tới, các bạn có thể thấy này, nó dài tới hai, con này có 3 mét và nó ra rất là nhiều trái các bạn. Cái nhánh này hôm qua mình đã hái đâu qua. Đấy, các bạn thấy trái này, rất nhiều trái luôn. Hôm qua mình đã hái đâu 6-7 trái rồi các bạn. Rồi mình cho mấy người đến chơi các bạn, mình cho nó cũng cả chục trái rồi. Đây các bạn có thể thấy còn đây rất là nhiều trái này. Đó. Có những chùm các bạn có thể thấy này. Đây mình thả hoang ra các bạn, trái này các bạn. Thả hoang ra trái rất là nhiều luôn. Đây, một chùm này nó tới, các bạn có thấy nó chín lụng luôn này. Đó, chùm 4 trái. Nên cái cành trái nó cong xuống các bạn, rất là nhiều trái đây này. Các bạn, trái này, trái rất là nhiều, có đùng luôn, và nó nóng, đây chín rồi các bạn. Thì mình sẽ hái một số trái để ăn, không để nó hư các bạn. Đó, thì sau khi mà mình nuôi thả cái cành nó to ra như vậy thì các bạn vừa có trái ăn, các bạn vừa nuôi cành nhanh lớn, thì sau khi tỷ lệ của cái cành này, cái co này, các bạn thấy nó cong nó lớn, nó cong nó đẹp, nó phải tỷ lệ với cái thân này. Các bạn thấy nó vót lên nè, thì nó mình sẽ cắt bỏ đây. Nếu không các bạn là nhiều, các bạn cứ uốn phát cắt ngay đây thì nó sẽ không lớn, và cái độ này nó bật bật cắt đây nó đóng một cái chi nhỏ xíu chỗ này các bạn, thì nó không có tỷ lệ với cái cây đó, nó không tỷ lệ với cây thì nó sẽ bị teo các bạn, thời gian nó teo và nó sẽ mục cứ sẹo. Ở đây cái nhánh này nhất mình cắt này các bạn, là mình cắt cũng lâu rồi, cũng được chắc mấy tháng các bạn, thì mình lại nuôi thả cái này ra. Đây cũng vậy rồi, mình uốn một co mình cắt, mình lấy mấy cái mầm này mình uốn tiếp một co các bạn, mình thả nó tiếp, thì sau đó mình cắt ở đây. Thì các bạn cứ cắt dịch nhiều lần như vậy thì tổng thể tàn nó sẽ hài hòa và nó sẽ vót lại, chứ các bạn không nên cứ uốn vị cái này các bạn uốn ra đây các bạn cắt là lá bỏ luôn. Thì ở trong cái cây nuôi thả, cây nào cái nhánh nào nó to trước thì mình cắt trước. Đây các bạn có thấy này, mấy nhánh này to trước mình cắt trước này. Đây như đây mấy nhánh này các bạn, nhánh này to trước mình cắt trước, còn mấy nhánh này mình đã nuôi thả tiếp các bạn. Đây các bạn có thấy thả trên cùng một nhánh mà cái thằng này nó hỗn này các bạn, nó lớn trước thằng này lớn sau, cùng một ngày luôn, uống một co luôn. Thì thằng này lớn trước thì mình sẽ cắt trước, cắt bỏ nó.
giống như cái thằng này mình cắt bỏ nó được bạn. Đây, cắt bỏ nó thì mình sẽ chờ M2 mà mới ra. Đó, nó ra rồi mình sẽ cuốn lại nuôi thả và cắt dần tức. Còn mấy cái nhánh này này mình chưa cắt được nữa bạn. Đó. Đây cho bạn xem bên này. Đây là cái ngọn các bạn. Cái ngọn này. Ngọn thì cái bây giờ ngày xưa mình cắt ngang vậy. Nếu mình không thả ra thì cái tỉ lệ nó không thể vót cái cây lên như vậy. Đấy, mặc dù nó không cuốn nhưng mà nó phải tỉ lệ nó phải vót. Đó, cây này mình sắp cắt rồi các bạn. Ăn hết trái mình sẽ cắt bỏ này đi. Và mình sẽ lấy mình nuôi nối đây. Còn cái chi này các bạn thấy không? Thằng này nó lớn hơn là nó che nắng. Thằng này sẽ chậm lại. Một khi các bạn cắt thằng này đi thì thằng này nó sẽ lớn lên. Thì ngày lớn lên tỉ lệ mình sẽ cắt rồi mình nuôi thả. Tức là trong cách nuôi thả thì cái nhánh cây các bạn. Cây nào mà nó lớn trước thì mình nhánh nào lớn trước thì mình cắt trước các bạn. Đây các bạn thấy không? Mình chỉ uốn một co thôi. Không cần uốn nhiều. Tại mình uốn nhiều mới muốn cũng cắt ngoài này đi à. Các bạn không thể cắt xa được. Cắt xa thì nó sẽ làm sao ạ? Nó sẽ lòng thòng. Thì mình cắt gần thì nó sẽ nuôi nối là xì cân nó sẽ lực. Sẽ lùn lực. Đó. Đây mình sẽ các bạn xem trái. Rất là nhiều trái. Đây những nhánh to mình đang thả hoang. Đó. Đây cái nhánh các bạn. Cái nhánh này mà mình nuôi đang thả các bạn thấy không? Đó, đang thả đây. Thả mà nó ra cái trái các bạn thấy không? Trái kinh luôn. Này cái trái này mình các bạn có thể cho sẵn tay mình. Trái rất là to luôn các bạn. Rồi mình sẽ hái cái trái này để nó chín đến nơi rồi. Đó. Đây, các bạn thấy không? Rất là to. Cực kỳ to luôn. Trên kia còn rất nhiều trái, tí mình hái tiếp. Đó, đấy là cái cách nuôi cơ bản để mình tạo ra một cái cây lùn lực và nuôi cho cái chi nó nhanh lớn và tỉ lệ với thân các bạn. Bây giờ mình sẽ xuống mình cho các bạn xem cái cây mình cắt tiệt bên dưới cũng khá nhiều lần rồi các bạn. Rồi, đây giới thiệu của các bạn, đây là cái cây sung. Cái sung này mình cũng cắt tiệt được có những nhánh cắt tiệt được 2 lần, có những nhánh được 3 lần các bạn. Cây sung này cũng được nuôi từ hạt lên nữa các bạn. Cây sung này thì độ tuổi của nó được 10 năm từ hạt các bạn. 10 năm nuôi bẻ co đây các bạn có thể thấy này. Tại vì cây nuôi từ hạt nhìn biết liền các bạn. Cây nuôi từ hạt ấy thì những cái co mà mình bẻ này các bạn nó còn nguyên. Còn cây tự nhiên thì nó không có cái co bẻ kiểu này các bạn. Cây tự nhiên ấy, nó sẽ không có lắc theo ý mình muốn mà nó lắc rất là tự nhiên và nó không có một theo hình thù nào hết. Thì cây này là mình cố tình mình nuôi là bẻ hạt, bẻ từ hạt. Nên các bạn có thể thấy là nó rất cái co nhìn thấy là thấy co nó chạy theo ý của mình, giống như các bạn muốn theo kiểu một cái cách quen tay ấy. Các bạn cứ bẻ một cái co không bạn thả là nó giống như vậy các bạn thấy không? Đây ngày xưa lúc cắt đây mà cắt bỏ các bạn đó, cắt đây cái bắt đầu là nó bỏ cái chỗ này các bạn, nó mình thả này ra thì nó sẽ nuôi thành hang nuôi lên đấy các bạn đây thấy ngày xưa cắt đây mình thả nhánh này ra nó dài tới 4-5 mét các bạn đó, xong cái mình cắt lấy cái khúc đây. Đó, cắt khúc đây và mình lại lấy hai cái nhánh này rồi mình cũng uốn hai cái thôi các bạn, uốn một con này rồi mình lại lấy hai cái nhánh này lại thả tiếp thì các bạn có thấy từ đây đến đây lấy khúc này và từ đây đến đây lấy khúc này, mai mốt từ đây đến đây mình sẽ lấy khúc này nữa các bạn. Đó, thì các bạn cứ làm nhiều lần như vậy thì cái cây nó sẽ lùn lực lại, các bạn thấy là nó vót này, vót dần thì cái tỷ lệ của thằng này á, thằng nhỏ này nó phải bằng nửa này, thằng này cái bằng nửa này đó, thì ngoài này cũng vậy các bạn, thì nó dần dần nó vót lại thì nó đẹp đấy, cái ngọn các bạn đấy, cái chỗ mình thì lấy luôn chỗ thì mình không uốn các bạn, mình cắt gần lại thì sau này lớn nó sẽ lù ra không cần phải uốn luôn các bạn. Đó, có một cái nhánh không cần phải uốn, không phải nhánh nào các bạn cũng uốn các bạn. Đó, đây cái nhánh này cũng vậy các bạn, mình bẻ ra. Đó, bẻ ra và mình cắt diệt nhiều lần thì sau khi mình cắt diệt thì mình lại thả hoang các bạn. Đây, cái nhánh này mình mới uốn đây, ví dụ như các bạn đây mới uốn mới gỡ các bạn, các bạn chỉ bẻ một hai co thôi, đừng có bẻ nhiều quá. Đó, đây này mấy cái nhánh này mình cũng bẻ, bây giờ mình sẽ để cho nó to rồi mình cắt dịch lại, mình cắt dịch lại chỗ này các bạn. Đó, cái này nhánh to dịch đây, mình cắt dịch đây, cắt dịch đây, cái cây nó sẽ lùn lại, tổng thể của tàn mốt nó lên hết cỡ nó chỉ lên đến đây thôi các bạn. Đó, thì mình sẽ cắt dịch chỗ này lại chứ không phải để cái này bỏ luôn các bạn, dịch lại thôi. Đó, thì các bạn sẽ cắt dịch nhiều lần như thế thì để tạo cho cái cây nó sẽ lùn lực và nó sẽ mang một cái hình dáng của cây cổ thụ. Còn các bạn nuôi các bạn cứ ra, ví dụ các bạn uống cái chi này, các bạn uống một phát là tới ngồi đây
các bạn cắt phập đây phải không? Rồi xong cái cây là các bạn ý muốn làm tới đó thì cái cây nó sẽ đứng. Chi này không bao giờ lớn các bạn, tại cái ngọn này các bạn cắt thì nó không bao giờ lớn, nó xì chỗ khác ra và cây nó teo lại. Các bạn muốn lớn thì các bạn lại phải lấy cái nhánh mà chỗ nó xì ra đó và để hoa nó ra thì nó mới lớn nha các bạn, thì nó mới tỷ lệ đó. Các bạn có thể thấy là cây càng cắt nhiều, cắt giật bao nhiêu thì tỷ lệ bao nhiêu thì nó đẹp bao nhiêu đó. Đây là mình sẽ uốn tượng trưng cho các bạn xem một chú chi nha. Đây mình uốn hết rồi, ở đây mình có còn một nhánh bên này nè các bạn, sẽ uốn thử cho các bạn xem. Đây đây cái nhánh này mình không uốn nha các bạn. Đây ví dụ nhánh này mình không uốn này, mai mốt nó to này, nó to gần bằng nhánh bên này, mình sẽ cắt đây nè các bạn, cắt đây này thì mình sẽ lấy ra mình nối ra rồi mình sẽ uốn thì cái cây nó sẽ có chỗ thẳng chỗ cong nó giống ngoài tự nhiên đấy. Rồi mình sẽ uốn demo thử cái này cho các bạn xem thôi, uốn thử thôi chứ mình mai mốt mình bỏ đi đó, mấy cái này mình bỏ sạch, mình bỏ hết tại mình sau này mình cắt được vào đây mà. Đây các bạn đã thấy cái nhánh này mình uốn này các bạn, cái nó mình bật dù mình vẫn thả ngọn này các bạn thấy không, nhưng mà cái thằng này nó xì ra, nó xì ra là do mình không uốn nó này, là nó sẽ lên hỗn. Đấy bây giờ mình sẽ cuốn cái thằng này thì mai mốt mình có thể cắt ở đây, cắt đầy nó sẽ ra được một cái ngã ba cái chi rất là đẹp. Các bạn lưu ý là khi mình uốn hai cái nhánh gần nhau thì các bạn này sử dụng một sợi dây thôi để nó gông nhau á, mà thì nó sẽ chắc hơn và nó tiết kiệm đường dây và nó thẩm mỹ hơn. Các bạn đừng có hai nhánh gần nhau mà các bạn cắt ra sợi dây, hai dây thì nó sẽ nát cái dây các bạn, và mình uốn nó khó uốn thôi. Đây ví dụ các bạn bẻ một co thôi nha, đó bẻ một co như vậy thôi, không cần bẻ nhiều đâu bạn. Mai mốt mình sẽ cắt bỏ đây mà, cắt bỏ đây đi mà. Đấy bây giờ các bạn để vậy nó lớn rồi, lớn bạn tháo này ra, tháo giống như cái bên này các bạn, tháo giống như bên này mình tháo này, mình cứ để hoang luôn, bắt đầu nó lớn ra, đó, nó chỉ đơn giản vậy thôi các bạn. Đây các bạn có thể thấy này, các bạn muốn nuôi cây nhanh ấy, thì các bạn nên bỏ trên bồn hoặc là các bạn đục lỗ cho chậu cho rễ nó cắm xuống đất các bạn, thì các bạn nuôi rất là nhanh. Sau khi mà các bạn nuôi thành gần thành phẩm rồi các bạn có thể cắt bỏ bớt rễ đi. Và các bạn đánh từ từ, các bạn đưa lên chậu thì nó an toàn sẽ là cao và có nhanh có cây bonsai chơi. Cứ còn nuôi lên chậu rồi các bạn không chăm sóc kỹ á, cây nó dễ bị tụt da hoặc là nó sẽ bị dễ bỏ cành các bạn, do nó thiếu dinh dưỡng, các bạn không cung cấp đủ dưỡng cho nó đó. Rồi cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi, hãy đăng ký kênh để xem những video chia sẻ mới nhất từ mình. Cảm ơn các bạn rất là nhiều.